Dạ vâng ạ, hôm nay em đi lắp đặt một bộ combo cho nhà thờ Từ Đường cả nhà nhé. Với khuôn viên thì vô cùng là rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, với cấu hình là 4 loa. Đấy, sử dụng đây là loa Akai bãi xịn thương hiệu của Nhật các bác này. Loa Akai Bass 30 nhá. Chiếc loa này phải treo lại vì hơi thấp. Đây ạ. Chiếc này thì là treo đúng rồi, anh em đang vặn giá loa này cả nhà này. Đấy. Đây loa Akai các bác nhá. Đây ạ, báo cáo cả nhà là loa Akai bãi xịn. Ok chưa? Loa Akai tuyệt vời luôn. Akai Bass 30 bãi xịn thương hiệu của Nhật, từ 19 coi 8.0, tép từ 15 coi 5.1, thùng gỗ sơn bóng màu đen. Đấy, treo loa rất vất vả các bạn. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt phòng hát karaoke kinh doanh, hay là phòng hát karaoke gia đình, hoặc là phòng trà cà phê hát cho nhau nghe, nhà thờ họ, đúng không ạ, nhà thờ Từ Đường, hoặc là ba bắp thì cũng cứ liên hệ cho em nhé. Không gian rất là rộng rãi, sạch sẽ. Vâng. Rất rộng rãi và sạch sẽ. Vâng em nhé. Vâng vâng. Thì cứ sang đầu tuần trở đi, em đang lên lắp đồ tí nhá. Vâng, cứ sang đầu tuần thì xuống xuống cả cho em được nhá nhá. Xuống xuống cả cho em cả cái 50 đơn đi. Tí em gửi số lượng cho, em đang lên lắp đồ nhá. Ok vâng. Vâng ạ. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt thì alo em nhá. Đấy, không gian rộng rãi sạch sẽ lắm các bác ạ. Thoáng mát, rộng rãi sạch sẽ. Đấy, vào đây ạ. Sân cũng vậy nhá. Đấy. Sân cũng vậy, rất rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Ok chưa? Đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời đẹp đúng không ạ? Thôi cho loa lên đi. Ok chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy, cả nhà có nhu cầu nhé, lắp đặt âm thanh đúng không ạ, thì hãy liên hệ cho em. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Khuôn viên rất là rộng rãi. Đây ạ, sử dụng súp. Đây là súp CF. Là súp CF của Trung Quốc ạ. Đấy. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.